Xin chào các bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em giới thiệu các bác một xe đạp đua đến từ thương hiệu Specialized, một thương hiệu xe cũng khá là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm. Thương hiệu xe mà cũng có những cái chiếc xe mà luôn đứng ở trên top, những chiếc xe mà chất lượng cao và tốt nhất thế giới. Thương hiệu Specialized được ưa chuộng rất nhiều những thị trường châu Âu như là Mỹ, Đức và Pháp. Hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe phiên bản Group Shimano Tiagra, thương hiệu Group Tiagra với 10 lít 2 đĩa. Là chủ cũ họ đã nâng cấp cái gạt đĩa lên Shimano 105. Còn lại tất cả những cái đồ khác là Shimano Tiagra. Bánh 700C không nhôm, sơn nguyên bản. Mô đồ AZ. Tông màu xanh thể thao thì là rất là trẻ trung, đẹp mắt. Đây nha, ba mảnh kia rồi ra. Yên cũng của Specialized nguyên zin. Ghi đông cũng được trang bị bộ tay lắp cũng từ Shimano Tiagra, 10 speed. Bên này là kia ra lắp bộ hai đĩa. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Để chiếc xe vượt cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 thì phù hợp. Chuyển động như các bác thấy trên hình cực kỳ là mượt mà. Rồi tầng lít 2 tầng đĩa rồi xe 20 tốc độ khác nhau. Chiếc xe nó bán với mức giá chỉ là 14.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.